bữa nay đi vận động học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà không học trực tiếp nữa nha các bạn. Mình được phân công vô ấp tư. Giờ mình khởi hành đây, ở trong ấp tư có 11 em. Sau khi ra ủy ban được phân công rồi, giờ mình cùng anh em đi vào ấp tư để vận động một số học sinh mà học trực tuyến khó khăn để có sự trợ giúp của chính quyền. Thôi đi trước nha. Hên cho nó bảo hiểm sao? Trong cái đoạn đi ấp 4 của mình có 5 người các bạn, có 3 giáo viên và 2 trưởng cán bộ ấp. Nhưng mà mình chia ra có 11 em học sinh cho nên mình chia ra 2 nhóm đi cho nó lẹ. Mình đi với anh lên trưởng ấp chạy phía trước. Sinh ở sâu trong cái vùng ấp 4 của Mỹ Long này cũng là vùng sâu đó các bạn. Hiện tại nước đang lên. Mùa nước lên rồi. Có cái ghế cho em mượn ngoài này đi chứ.
mà sao mà thằng Nhâm nó nói đi một dọc vậy mà nó không có ấy ha chú. Chắc đợt sau á về trở qua anh cái xuống nó nói rồi. Dạ dạ. Nó thằng lớn ghé ghi bển rồi ghé đi đây dài với chồng vô hùng. Đợt sau ấy mà. Sao nó vậy nó cũng nạp ngoài đánh máy cái một mà sao kỳ nghỉ kỳ ha. Trời cắt ngang sách ra. Chúng em cái gì nó nói thế tôi nói nó đánh máy sao kỳ cục biết vậy chứ nó hàng lớn nó có qua nó bận hộ khẩu. Dạ con câu lại có đợt hai. Bây giờ mang khẩu trang rồi không có biết gì nó ra hết trơn. Mang khẩu trang không. Hai chị em mà đứa đại học với đứa lớp 8 học rồi. Mà nếu mà học nghịch buổi á thì tụi hai đứa này nó có điều kiện nó học. Ê về mày biểu. Còn mình có học lớp 8 mà trùng buổi với lớp 6 rồi là mày biểu không với em nó xách cái điện thoại nó qua coi sao mà nó học nhóm vậy đó thầy mà sao mà giờ nó vô trong điện thoại không được rồi nó được, khóc tại, qua quá trời luôn. Tại cái cô bà cô gửi cái gì đó tay không có vô được. Nó nói đúng, nó nói đúng mà không biết nó cái mặt khẩu đúng mà không biết nó sai cái gì nhỏ khóc quá trời luôn qua nay. Chút xíu con chỉ cho tại vì có thể là nó chưa có tài khoản cho nên nó vô không được. Vậy hả? Cho tài khoản không có nó cho đường link. Và cái đường link đó thì biểu nó xách cái điện thoại ra coi bọn tôi giùm đó thì đi để tí xíu đi để con hỏi xong này vụ này xong á như vậy là nhà mình là bây giờ em ghi biên bản ở đây là khảo sát nói chung là cái này là ủy ban dưới trường kết hợp với nhau coi coi ví dụ trong mấy em trong xã là có một số em học mà khó khăn trong việc online mà không có đi học được á thì em ghi nhận hoàn cảnh rồi nữa coi người ta có cái hỗ trợ gì được cho mình không. Không có nói trước nha. Ví dụ như bây giờ là chắc có lẽ là mình chỉ là nếu cần hỗ trợ thì mình sẽ cần hỗ trợ thiết bị gì đó để cho mấy đứa nó học. Thầy có ba đứa ha. Bốn đứa đó. Rồi bây giờ trong này ta đưa ba đứa em đi qua đứa này nha. Tôi giờ mới mua được cái điện thoại cho nhỏ lớn rồi thằng đó ngồi trong góc chớ có điện thoại kìa. Đó, ngồi trong góc. Chỗ nào? Chỉ là chỗ nào vậy anh? Lê Thị Thuận. Bây giờ nó nổi ngay mang khẩu trang tùm lum hết trơn, mình không có biết cái đó mình già cả rồi. Mình nói ở đâu thiệt tình đó. Đi lên lên, đi vô tôi vợ chú em nó có mần công ty gì đó, em thất nghiệp nó về đó mày. Dạ. Chú em á con giống năm tài nè. Làm công ty là bên công ty nó hỗ trợ chứ chắc có lẽ là chứ mà làm công ty á nhưng mà nó làm trên thành phố à. Dạ dạ làm công ty là công ty nó hỗ trợ chứ đúng rồi. Dạ. Rồi cái thím thấy nó chữ thím tức ta với ổng thẳng có trả lời một tiếng mình gây lộn chi mấy thằng đó ấu đả mất cộng tôi tức tao hỏi ấp phương tao hỏi nào mà làm lắp thường hôm đó nè chú chưa biết sao gì nó chạy lên hoài mà nó mang khẩu trang không có biết có gì nó chỉ lưỡi mang khẩu trang gì nè hỏi mình con bé chú không biết con mà không biết không biết tao không biết dạ, chú biết con mà con thím không biết á dạ con đi luôn nghe đi thôi sao như em con chạy về bển nói cho thầy không thấy bay chạy bển đi lép như em cái coi vô thử coi vô thử coi được không. Hy vọng là chính quyền có cái vận động được nhiều cái thiết bị để cho mấy ở vùng sâu nó học online một cách thuận lợi. Chị ở đây chị bỏ vô nhà chị.
trường có đi khảo sát một số học sinh cho cái đề phòng mà trực tiến á. Còn đi ngồi đi về đây hả? Đây. Đi được nha. Anh để lại xuống đây luôn đi. Rồi lấy ghế gì giữa con. Cái này được rồi con. Rồi lên lấy cái ghế đó luôn đi con. Lấy cái đó. Lấy. Cái đó đó. Ừ. Dẹp cái ghế đó cho Út. Dẹp cái ghế đó. Rồi lấy cái ghế đỏ luôn. Mua thức ăn cho ông Năm hả? Ờ, có ông Năm hả? Mua thức ăn hả? Ờ, trả ba thức ăn hả? À, nó không trả lên cho chị hả? Tôi đâu có số đâu. Trả nổi chạy đi cho chỗ chốt cái số trả cho chị. Ờ, cũng được hả? Ờ, điện ít có ba người ta không trả đấy. Ờ, để cho chú chốt anh em liên hệ cho anh em. Ờ. Mà chú nói gì nói đâu, chú không trả thì chị nói anh em cho chị đi qua. Dạ. Chạy vô chốt đồ đồ nghe thầy, hỏi thầy vô chốt đi. Tại bữa nay vô mà tìm hiểu cái chỗ em bỏ xa đi rồi lại đi. Dạ được rồi, được rồi. Thì không dài là Hiếu nó có đi học online chứ chị. Thấy học ổn không? Cái này có nghe tin chừng nào mình học lại rồi thầy? À, chưa được nha, nhờ dịch bệnh là trước mắt là bác kêu vậy đi rồi sau này có cái gì nó thông báo chứ giờ cũng không có rành nữa. Tại vì hôm dài cái điện thoại nó cũng bị nó hơi ấy rồi, thì nó mượn điện thoại của Út nó xài á, rồi sợ tới hết dịch thì chưa đi học lại mà tới Út nó đi mặn cái không biết. Khó khăn ha. Dạ. Tạm thời thì nó xài điện thoại của Út á. Chữ ấp nó sẽ liên hệ hỗ trợ gì nó sẽ tới đây nó hỗ trợ. Thì giáo viên chỉ làm giấy tờ gửi trển thôi. Vậy luôn đó ơi, cảm ơn nha. Tạm thời cái buổi sáng hôm nay mình đi khảo sát coi như là xong các bạn. Một gia đình ba em và một gia đình một em. Còn những người khác á, những em khác thì được những người khác ta chia nhau ta đi rồi. Mình mới đi bốn đứa này thôi. Bốn đứa thì chỉ có hai nhà thôi. Như vậy cũng xong rồi. Cảm ơn các bạn nha. Và tạm biệt.